Shop Nhạc Cụ Vĩnh Phúc xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 3 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Ninh tiếp tục gửi toàn thể quý vị một clip báo giá xả hàng 5 cây đàn organ với phân khúc từ sản phẩm rẻ tiền nhất chỉ có hơn 1 triệu đồng cho đến vài triệu đồng một cây. Đấy, thì để chào đón cái mùa hè năm 2024 này thì ngày hôm nay em Ninh tiếp tục làm một clip giới thiệu sản phẩm chi tiết 5 cây đàn organ ngày hôm nay, để giới thiệu cho toàn thể quý vị với phân khúc nhiều mức giá khác nhau. Quý vị quan tâm sản phẩm thì liên hệ với em Ninh chủ shop Nhạc Cụ Vĩnh Phúc theo số điện thoại là 0989 634 982. Và quý vị vui lòng gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Em nghỉ trưa cho đến 2 giờ chiều. Thì quý vị gọi cho em buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Thì trong khung giờ làm việc em sẽ nghe máy của quý vị. Khi quý vị gọi cho em ngoài giờ làm việc thì em có thể không nghe máy của quý vị, thì quý vị có thể nhắn tin qua số điện thoại cho em, qua số điện thoại nhắn tin nhá, hoặc là nhập số điện thoại của em vào Zalo, nhắn tin qua Zalo cho em. Số điện thoại của em thì hiện nay là đang có đăng ký Zalo, và Zalo của em thì đang có rất là nhiều khách hàng đã kết nối và đang bị đầy, thì các bác không gửi lời kết bạn được nhưng vẫn nhắn tin bình thường được các bác nhá. Đấy, thì các bác quan tâm sản phẩm mà clip ngày hôm nay em giới thiệu thì các bác cố gắng là theo dõi từ đầu tới cuối, thấy cái sản phẩm nào ưng ý, hợp với túi tiền của các bác thì nhấc máy liên hệ với em Ninh theo số điện thoại là 0989 634982, hoặc bác nào ở gần thì chúng ta có thể đến trực tiếp địa chỉ shop Nhạc Cụ Vĩnh Phúc, số nhà 323 đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc quý vị nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu quý vị 5 cây đàn organ dành cho tất cả mọi lứa tuổi, từ học sinh trẻ nhỏ cho đến học sinh sinh viên này, và các bác có tuổi cao tuổi cũng đều học được trên những cây đàn mà ngày hôm nay em giới thiệu. Đầu tiên là mã Casio NK57. Sản phẩm này là toàn bộ bằng tiếng Nhật, hàng nội địa Nhật Bản quý vị nhé. Đấy, có màn hình hiển thị, phím sáng, đánh tự động, để mà chơi tự động mà chúng ta nó sẽ giới thiệu đánh ở đây. Nó sáng ở đâu chúng ta đánh theo, có điều chỉnh tempo, tốc độ, nhanh chậm, rất là phù hợp cho tất cả những người mới học, mới chơi, những người mà học chậm như là các bạn trẻ nhỏ là, hoặc là các bác cao tuổi chúng ta học chậm, chúng ta mua cái này rất hợp lý, giá cực kỳ rẻ luôn. Chỉ 1.800.000, 1.800.000 chưa tính cước phí vận chuyển nhé. Đấy, cước phí quý vị phải chịu dao động từ 100 đến 150.000 tùy đủ vùng miền. Và sản phẩm này quý vị mua, quý vị không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản, chỉ việc cho em họ tên, địa chỉ chi tiết kèm theo số điện thoại của quý vị. Bên em đóng hàng kỹ lưỡng cẩn thận, ship tận nhà. Khi quý vị nhận hàng được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng, cắm điện test thử trước mặt nhân viên giao hàng 5 phút. Tất cả mọi thứ ok, quý vị thanh toán tiền hàng là 1.800.000 cộng tiền cước phí vận chuyển dao động từ 100 đến 150.000 cho người phát hàng trực tiếp cho quý vị là xong quý vị nhá. Đấy. Thì cái mã đầu tiên em giới thiệu quý vị này, sau lát nữa em sẽ quay lại chi tiết cho quý vị rồi một lần nữa em test nhá. Đây là em giới thiệu sản phẩm và báo giá đầu clip luôn. Thì đàn không dập vỡ, không nứt toác gì cả, đàn qua sử dụng thì nó chỉ có một vài điểm chày nhỏ nhỏ thôi, hơi xước sát một chút xíu thôi. Nó không ảnh hưởng gì nặng nề về cây đàn cả. Đấy, đàn rất đẹp, rất ngon quý vị nhá. Đó. Xước sát một chút xíu thôi. Đàn rất đẹp, rất ngon, giá 1.800.000 thì có đàn nguồn, và em tặng cho quý vị thêm một chiếc bao mới, một chiếc chân mới, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà dành cho những ai bắt đầu học thành lý. Ở trên này thì có rất là nhiều giai điệu này, đây có 100 style và 100 voi kè ở đây, có rất là nhiều sản phẩm nha, màn hình hiển thị. Đó. Lần nữa em sẽ quay lại em test cho quý vị luôn. Đó là cây số 1 trong clip ngày hôm nay, quý vị nhớ mã số 1 nhá. Mã số 1 là thương hiệu đàn là Casio LK57, đó, với giá 1.800.000 ạ. Tiếp theo mã số 2 trong clip ngày hôm nay là Casio LK300TV. Đó, quý vị nhớ cho em nhá, LK300TV. Thế con này có rất là nhiều tính năng. Đầu tiên là nó sẽ có cổng mic để chúng ta cắm mic, chúng ta hát được, hoặc là cắm kết nối với máy phát nhạc, phát nhạc trên loa đàn cũng được. Đó, nó có thể hiển thị ở đây. Được chưa? Và phía sau thì nó cũng có rất là nhiều cổng để chúng ta sử dụng ở phía sau nữa, cổng nguồn. Thì đàn rất là đẹp, không có dập vỡ, không nứt toác ở điểm nào cả. Đấy, đàn còn ngon còn đẹp. Thì cây này em báo giá cho quý vị là 2.500.000 nhé. 2.500.000, con này còn có ổ cạc này, nhưng mà hiện tại thì bây giờ em không có cái thẻ cạc này, mà cũng không có dữ liệu cho dòng này. Thì các bác có thể lên trên kênh YouTube chúng ta tìm hiểu, có một số nơi là họ cũng có làm dữ liệu cho dòng sản phẩm này đấy. Đấy. Thì cây này là mã là Casio LK300TV với giá là 2.500.000, hay 2.500.000 là theo đàn có đàn nguồn. Em tặng quý vị là một chiếc bao mới, một chiếc chân mới, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà. Con này cũng phím sáng nhé, và có chế độ chạy tự động để mà chúng ta có thể đánh và học theo. Lát nữa em sẽ giới thiệu và em test cho quý vị xem. Đó, có màn hình hiển thị này, màn hình hiển thị này. Đó, giá
2.500.000 cho sản phẩm mã số 2 trong nip ngày hôm nay là Casio LK300TV. Lát nữa em sẽ test cho quý vị kỹ hơn. Đó là mã số 2, quý vị nhớ cho em nhé. Và đến mã số 3 là lên đến sản phẩm Yamaha. Sản phẩm này là PR290. PR290 màn hình hiển thị, đến Yamaha thì âm thanh nó sẽ hay hơn và đàn nó chất lượng hơn. Đàn thì cây 290 thì không hề dập vỡ, không hề nứt toác ở điểm nào cả. Đấy, đàn rất đẹp, rất ok luôn. Đấy, chỉ có những điểm xước chảy do quá trình là 5 tháng sử dụng thì nó chảy xước thôi. Dập vỡ nứt toác không có, quý vị nhá. Thế cây đàn này em báo cho quý vị giá là 3 triệu đồng cho cây đàn Yamaha PR290 này. 3 triệu thì sẽ có đàn nguồn, em tặng cho quý vị là một chiếc bao mới, một chiếc chân mới, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà đi kèm theo. Và có clip hướng dẫn sử dụng cái cây đàn này trên kênh YouTube em làm rất là nhiều rồi. Đối với những sản phẩm mà ngày em thông báo cho quý vị đó, là sản phẩm trên 5 triệu thì mới phải đặt cọc, và tất cả những sản phẩm dưới 5 triệu nhé, thì quý vị chỉ việc cho em họ, tên, địa chỉ, chi tiết kèm theo số điện thoại và nội dung mua hàng là bên em đóng gói kỹ lưỡng cẩn thận, nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử thanh toán này tại nhà quý vị nhé. Đó, đó là mã số 3 trong nip ngày hôm nay là thương hiệu Yamaha PR290 với giá là 3 triệu đồng chưa tính cước phí vận chuyển. Theo đàn là có đàn nguồn, tặng bao mới, chân mới, sách học đàn cho quý vị, nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử thanh toán tại nhà quý vị nhé. Quý vị chốt sản phẩm này liên hệ với em Ninh chủ shop Nhạc Mạnh Phúc theo số điện thoại là 0989634982. Lát nữa để em sẽ test lại cho quý vị lần lượt cho xem. Quý vị cố gắng là theo dõi từ đầu tới cuối cho em nhé. Đến mã số 4 trong nip ngày hôm nay, đến cái sản phẩm là phân khúc cao cấp đọc đầu USB, bán chuyên nghiệp, được shop Nhạc Quỳnh Húc nâng cấp banh tiếng và sở tai đưa vào trong cây đàn này thành một cây đàn, từ một cây đàn học sinh cao cấp có đọc USB nâng cấp lên thành một cây đàn bán chuyên nghiệp quý vị nhé. Mã này là mã Yamaha PRS500, với sản phẩm này giá mới độc hộp lúc mới ra đời trên thị trường là khoảng 12 triệu đồng. Thì bây giờ như cây này thì em bán cho quý vị có 4 triệu đồng thôi. 4 triệu đồng với lý do là sao? Cây đàn này nó không phải là đàn đẹp xuất sắc, tuy là không có dập vỡ, không nứt toác ở vỏ gì cả. Đây, có điểm góc này có những cái điểm chày quệt do va quệt thôi. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Đó, góc thì có va quệt một chút xíu hai bên đầu góc. Có va quệt và có mòn góc, sứt tí góc. Đây, có sứt nha, có sứt vào rìa góc này em quay. Đấy, quý vị nhìn kỹ cho em nhé. Đây, đó. Thì cái sản phẩm này, ngoài những cái vấn đề về phần vỏ, thì ở phần màn hình của nó thì nó sẽ không được rõ nét như là lúc mới, và nó là màn hình cũ zin theo đàn thì nhiều lúc nó sẽ có bị chớp chớp giật giật hoặc là nó đen một lửa màn hình đi. Đấy, nhưng vẫn dùng bình thường nhé, nó chỉ chớp chớp giật giật một lúc thôi chứ không phải là đen hoàn toàn. Sau đó là chúng ta cắm một thời gian lâu, đây em cắm khoảng 30 phút thì bây giờ là màn hình nó đứng im, nó không chớp không giật nữa mà chúng ta vẫn nhìn được, nó chỉ là hơi mờ một chút thôi. Đấy, đây em điều chỉnh sáng tối đây. Đấy, thì nhiều lúc là nó sẽ đen như này. Đó, nó chớp 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 nó đen một bên rồi xong bắt đầu nó lại sáng lên. Đấy, thì cái này là nó rồi là màn hình, nó là màn hình zin theo đàn thì với giá là 4 triệu đồng như vậy. Còn nếu mà chúng ta mà thay cái màn hình mới này thì chúng ta lại thêm 2 triệu nữa. Đấy, thì thêm 2 triệu mà nếu như cây đàn này em tút tát tất cả thứ ok ngon lành từ A đến Z, màn hình mới thay vào cho quý vị thì nó giá phải là 5 triệu rưỡi chứ không phải là 4 triệu. Thì cây này em để như vậy để em bán cho quý vị với giá 4 triệu đồng dành cho những ai mà không quan trọng quá về cái màn hình. Còn đàn tất cả mọi thứ từ thân vỏ, các men mạch, cánh trái, cánh phải và hai cái loa em đã thay gân mới ngon lành rồi, chạy mượt mà rồi, cực kỳ ngon luôn. Và em cài đặt banh tiếng style đây cực kỳ hay luôn. Lát nữa em test cho quý vị xem, quý vị nghe âm thanh của nó, quý vị biết là chất lượng nó như nào. Thì cây này với giá 4 triệu đồng nó rẻ hơn là chúng ta mua một cây E373 đập hộp nhé. Đấy, rất là nhiều bác là chúng ta chưa hiểu về đàn nhưng mà chúng ta tìm được một shop nào uy tín chất lượng mà họ tư vấn đàn cho chúng ta ấy. Với tầm tiền chúng ta mua đập hộp cây E373 giá tận 5 triệu đến 5 triệu 500 nghìn cơ. Nhưng mà nó còn không hay bằng con 290 này cơ. Đấy, chứ nói gì là bằng con S500, nhưng con S500 này nó đọc được USB này, cài được sổ tai banh tiếng, được nâng cấp lên như một cái đàn chuyên nghiệp, âm thanh rất là hay. Còn cái cây 373 nó chỉ là đàn mới độc hộp thôi, nó là phân khúc đàn mới bây giờ, nó được cái mới thôi. Với tầm tiền đó, nếu như là người hiểu biết như em thì em sẽ lựa chọn con S500 này, có 4 triệu đồng thôi, vừa rẻ tiết kiệm được 1 triệu rưỡi mà đàn lại hay hơn. Đấy, đó là bản thân em. Còn nếu mà bác nào vẫn lựa chọn mà đàn mới thì chúng ta có đàn mới, em có đàn mới phục vụ cho các bác nhé. Nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại 0989634982 với sản phẩm mã số 4 Yamaha PRS500 với giá là 4 triệu đồng, theo đàn được tặng một bao mới, một chân mới, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà, và cây đàn này được tặng kèm theo một USB dữ liệu nữa và được cài đặt dữ liệu trong cái đàn này luôn cho quý vị. Nát gần test quý vị là thấy nó sẽ dữ liệu nó hay như nào. Đó là mã số 4 quý vị nhé.
Đến cuối cùng là mã số 5 trong nick ngày hôm nay là phân khúc cao nhất ở trong cái 5 cây đàn ngày hôm nay, đó là phân khúc trên của con S500 Yamaha PRS550B màu đen. Hình thức thì nó y hệt những con S500 nhưng mà nó lại là phân khúc cao cấp hơn, công suất lớn hơn, âm thanh hay hơn, nó nhiều tính năng hơn ở trong cái giao diện của nó, và màu đen nhìn trông nó khỏe khoắn hơn. Đấy, thì sản phẩm này tất cả mọi thứ đàn đã được dán nylon từ A đến Z này. Các góc cạnh thì hầu như là không có một điểm trầy, bởi vì là nó đã được dán nylon từ A đến Z rồi thì không có điểm nào để xấu để chúng ta chê cả. Con này thì gật đẹp như là xuất sắc. Các phím bấm cực kỳ nhạy, còn trắng còn sáng còn ngon luôn. Cái con này giá mới độc hộp của nó là 12 triệu 500 cho đến 13 triệu. Thì hiện tại như cây này đẹp long lanh xuất sắc với phân khúc là khoảng 90% gần như mới độc hộp như này. Đấy, màn hình là màn hình mới tinh đã thay rồi, gân loa đã làm lại ngon lành rồi. Đấy, chạy mượt mà luôn quý vị nhá. Đấy, thì cái dòng này thì em giới thiệu lại cho quý vị là nó sẽ trong quá trình nó khoảng tầm 3 đến 5 năm là màn hình nó sẽ tự lỗi tự hỏng, nó giống như cây này này. Đấy, thì em mới giới thiệu là em để nguyên zin màn hình, và gân loa nó chỉ trong quá trình nó sẽ mủn gân loa. Đấy, thì nó sẽ tạo ra âm thanh nó bị rè, nó không được hay, thì bên em đã thay gân loa khác rồi, nó chỉ là thay cái vành bên ngoài, nó giống như là cái lốp xe máy của chúng ta đi là lo mòn thì chúng ta phải thay đi thì chúng ta đi nó mới yên tâm được, chứ không ảnh hưởng đến cốt lõi bên trong cả. Cái cồn nó bên trong thì vẫn nguyên nhá, cuộn dây nó bên trong vẫn nguyên, không ảnh hưởng gì về cây đàn cả. Thì cây mã số 5 trong nick ngày hôm nay em bán cho quý vị với giá là 6.500.000 cho mã số 5 trong nick ngày hôm nay, là thương hiệu là Yamaha PRS550. Đấy, nó là S550B nhá, còn trên mặt này nó chỉ in S550 thôi, còn chúng ta lật từ dưới chôn thì nó có chữ là S550B. Đó, màn hình mới tinh, gân loa đã thay và cài đặt sổ tai banh tiếng, nâng cấp từ một cây đàn học sinh lên thành cây đàn bán chuyên nghiệp. Đi theo đàn có nguồn, đàn nguồn tặng cho quý vị một bao mới, một chân mới, một sách học đàn, một USB dữ liệu là cái quan trọng nhất. USB và cái sổ tai banh tiếng em cài ở đây nó là cái đấy lắm là hay. Đấy, bởi vì quý vị là rất là nhiều các bác là mua ở một shop nào đó nhưng không được tặng những cái đó, mà về chúng ta mua về chúng ta lại bỏ tiền ra mua. Thì khi quý vị mua đàn tại shop nhỏ chút thì tất cả từ dữ liệu, từ sờ tai bánh tiếng là quý vị được tặng phờ đi, em cài đàn cho quý vị luôn, về sẵn dùng luôn quý vị nhé. Và em có làm hướng dẫn trên kênh YouTube rất là nhiều rồi. Mã số 5 quý vị chốt, mã số 5 là Yamaha PRS550B, thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982 với giá là 6.500.000 quý vị nhé. Và bây giờ em xin mời quý vị nghe chất âm 5 cây đàn này. Đầu tiên em sẽ test cây đàn số 1 với giá là 1.800.000 cho quý vị xem âm thanh chất âm của con đàn này nó như thế nào quý vị nhé. Đấy, thì nó là một cây đàn bình thường với phân khúc là rẻ tiền để phù hợp với túi tiền của từng khách hàng. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể có được một cái sản phẩm làm sao phù hợp với cái túi tiền chúng ta bỏ ra. Đấy, chúng ta không cần phải cầu kỳ quá về âm thanh, nó vẫn sử dụng bình thường, hoàn thành mà vẫn tập học, tập chơi được. Đấy, ví dụ như cây này. Thao tác em sẽ tắt nguồn đi nhá. Đầu tiên em tắt nguồn đi, khởi động nguồn lên này. Đấy, thì mặc định là bàn phím. Đây, nó sẽ là tiếng piano đúng không ạ? Đánh ở đâu nó sáng phím ở đấy này. Đẩy volume lên. Bỏ ra 1.800.000 nó có hay và nó chất lượng, không bị lãng phí. Còn bác nào mà đang mua cái đồ chơi của Trung Quốc ấy mới 100.000 nha, em khuyên các bác à, chúng ta đừng mua, vì cái đấy nó chỉ là dành đồ chơi cho con nít thôi, dành cho các bạn mà bắt đầu tập bò tập đi hay đang tập nói, thì các bác ngồi các bạn giẫm hay nhảy múa lên đàn á, thì cho những cái bạn ấy học nghịch, để mà gọi là để cho các bạn ấy nghịch, cho các bạn tiếp xúc cái đàn thôi. Chứ còn để mà chúng ta bắt đầu và học cho chúng ta chơi được ạ, thì chúng ta đừng mua hàng Trung Quốc thôi các bác ạ. Chúng ta mua cái hàng Nhật bãi này hoặc là hàng qua sử dụng ở tại môi trường Việt Nam chúng ta này, nó là dành cho bộ giáo dục để tập học tập chơi. Nó rất phù hợp tất cả mọi thứ, từ sờ tay bên tiếng nó phù hợp cho tất cả những cái gì chúng ta cần học quý vị nhá. Đừng tiếc tiền quá mà chúng ta bỏ ra mấy trăm nghìn chúng ta đi mua đồ Trung Quốc về, đừng có chơi những đồ đấy, không chơi được đâu ạ. Cái đồ đấy dành cho con nít chơi thôi các bác nhá. Rồi. Phím thì ok rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta luyện ngón này. Thank you.
luôn, style này. Rồi, ta chọn style nhá. Rất là dễ hiểu luôn. Muốn có hợp âm chúng ta đẩy cái này lên. Đấy. Rồi chưa? Ok, dồn trống này. Chọn tiếng này. 022. Đánh cái đầu phím sáng cái đấy, chúng ta tập hợp rồi chơi. Chúng ta chuyển sang giai điệu khác nào. Rất là nhiều luôn. Đó. Cái giai điệu của nó rất phù hợp cho tất cả các bản nhạc chúng ta chơi, quý vị nhé. Đó. Rất là nhiều giai điệu ở đây. Rất là nhiều giai điệu như là Bossava hay là Cha Cha, Zumba ở trong này đều có hết. Nhưng mà để thời gian em test nhiều những cái đàn này nó không đủ thời gian để chúng ta test. Em test sơ sơ một chút vài cái style đầu tiên thôi. Thế còn phần còn lại thì các bác về các bác cứ tìm hiểu chúng ta lấy ở trong dàn ra chơi. Về cái dòng đàn mà em bán cho quý vị là nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ ở bên trong rồi. Chúng ta chỉ việc lấy ra chúng ta chơi thôi quý vị nhé. Đấy. Em test sang mã số 2 này. Mã số 2 với giá là 2.500.000. Đó, các bác nào quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982 quý vị nhé. Mã số 2 giá là 2.500.000. Đàn nguồn bao chân sách học đàn nhé. Đó. Đánh ở đâu phím sáng ở đấy nhé. Nó sẽ có những cái bài mẫu, chạy mẫu để chúng ta đánh theo. Đấy, giá 2.500.000, liên hệ với em theo số điện thoại 0989634982. Mã số 2. Tiếp theo chúng ta đến mã số 3 trong clip ngày hôm nay. Đấy, giá là 3 triệu đồng cho mã Yamaha PL290. Đàn còn khá là ok, mọi thứ là hoạt động bình thường con này. Đàn nguồn bao chân sách học đàn cho quý vị nhé. Đấy, phím này.
sang đến cái Yamaha cái thì âm thanh hay hơn, nó to, nó rõ nét hơn rất là nhiều. Vì đến là thương hiệu Yamaha là thương hiệu nổi tiếng mà. Giá cực kỳ tốt luôn cho quý vị nhá. Đấy, đối với tất cả những bác khách hàng đã từng mua hàng tại shop nhạc của Vĩnh Phúc thì cứ liên hệ với em, sẽ có ưu đãi cho các bác nhé. Piano ở trên này rất là ok luôn, sổ tai này. Đó. Ok này. Nó rất là hay, nó rõ nét luôn đó, âm thanh cực kỳ hay luôn đấy nhá. Chúng ta có thể tìm những cái style như là cha cha chẳng hạn, cha cha zumba trên những cái đàn này Yamaha thì nó rất là chuẩn luôn. Cha cha là 98. Sang zumba như nào. Đấy, chúng ta để điều chỉnh tempo. Zumba thì thường chúng ta chơi khoảng 85-90 thôi. Đó, 90-95 thôi là cùng thôi quý vị nhé. Đó. Ok, ngon lành luôn. Mã số 3 trong nick ngày hôm nay là Yamaha PL290 với giá là 3 triệu nhá quý vị nhá. Đấy. Tất cả các sản phẩm em bán từ trước đến nay thì em báo giá là chưa có cước phí vận chuyển đâu. Quý vị phải chịu cước phí vận chuyển đấy ạ. Toàn bộ khách hàng khi mua hàng tại bên em thì bên em báo giá là báo giá bán hàng chứ chưa có bao phí ship vận chuyển. Quý vị mua là quý vị tự chịu ship vận chuyển cho em nhá. Phí ship không cao lắm đâu ạ. Dao động từ 100 đến 150.000, ở vùng nào xa lắm thì lên đến 200.000. Đối với tất cả những cái dòng đàn học sinh, tập học, tập chơi. Còn đàn chuyên nghiệp nó có thể lên đến 300.000 một cây. Vì đàn chuyên nghiệp rất là to, rất là nặng quý vị nhé. Tiếp theo là đến mã số 4 trong nick ngày hôm nay là Yamaha PRS500. Thì em đã giới thiệu cho quý vị rồi, màn hình của nó thì chúng ta mới đầu hoặc là thỉnh thoảng nó sẽ có chớp, nháy, giật hoặc là đen xong loang loang, xong chúng ta để chạy lâu thì nó vẫn nhìn thấy bình thường, ngon này, không có vấn đề gì cả. Giá 4 triệu đồng thôi. Nó đắt hơn cây 290 có 1 triệu nhưng mà nó hay hơn rất là nhiều quý vị nhé. Đầu tiên là phím này, phím đánh nó đã sâu hơn, ngon hơn rồi. Bây giờ thì cây này chỉ thay màn hình khác vào là ngon lành thôi, vì thay cái màn hình khác đã mất 2 triệu đồng rồi. Thì thường thường là nếu mà một cây đàn S500 mà ngon lành mượt mà, màn hình tất cả mọi thứ ok ngon lành, màn hình mới thay đấy, và cài đặt dữ liệu y hệt như này, chỉ có thay màn hình mới nữa thôi là giá của nó lên đến 5,5 triệu. Nhưng mà em muốn để cái màn hình này để bán cho quý vị với giá là 4 triệu để quý vị có thể tiết kiệm được 1,5 triệu dành cho những ai không quan trọng quá về màn hình các bác nhá. Còn bác nào mà muốn thay màn hình, em thay màn hình cho 5,5 triệu là thay màn hình mới tinh cho quý vị luôn. Đấy, banh tiếng cài này nó nghe như là đàn chuyên nghiệp luôn quý vị nhá. Đấy, nghe tiếng đàn tranh này. Tranh nhá, tiếng đàn sáo này. Và sổ tay những vị nhá. Đây, qua này đọc USB dữ liệu này, sổ tay đưa từ bên ngoài vào đây. Đây. Em copy một cái sổ tay cha cha đi.
Đấy. Cha Pro. Đây. Sao tác copy thì nó rất là đơn giản thôi. Con đàn này thì nó chỉ copy được một số tay vào trong bộ nhớ của nó, sau đó thì chúng ta mới chạy được. Còn nó sẽ không đọc trực tiếp USB, nhưng mà mỗi một lần copy style thì nó mất khoảng dao động từ 15 cho đến 45 giây, tùy những cái mức độ nặng nhẹ của style. Nó tùy theo cái dung lượng của từng một cái nhạc nền đó, cái style tức là cái nhạc nền quý vị nhé. Có rất là nhiều bác là không hiểu là mấy và sờ đàn thì không biết là tứ style là cái gì, thì em nói là nhạc nền cho nhanh. Đấy. Như vậy là nó copy xong rồi. Ví dụ như là em sẽ thử cái cha cha gốc ở trên cái đàn cho quý vị xem đi. Em tìm cái cha cha style cha cha gốc ở trên đàn và style cha cha em đưa vào, quý vị sẽ nghe thấy nó khác như thế nào nhé. Đó. Style cha cha của con này là nằm ở đâu? Cha cha gốc trên đàn. Nó nằm ở trong các thư mục này luôn. Đây. Style gốc của nó đã hay hơn là ba cái đàn em vừa test lúc đầu quý vị rồi, nó hay hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà style đưa từ một cái đàn chuyên nghiệp để nâng cấp thành một cái đàn bán chuyên nghiệp nó sẽ hay hơn nhiều nữa. Đây quý vị nghe nhé. Đó, nghe rất là to, nghe nó to và nó rõ nét hơn. Chúng ta phải nghe thực tế nhé, còn quay qua điện thoại thì nó không thể thu hết được tần số đâu. Thì cái này em sẽ phải giảm volume về kim chỉ 3 giờ là 75% nhé. Đấy, lấy tiếng ăn chơi luôn này. Trên cái banh tiếng này, ngoài cái banh tiếng này ra em còn làm một số banh tiếng đó, ví dụ banh tiếng này chơi nhạc thiếu nhi hành khúc này và nhạc mạnh này, vì những cái này em test ở trên YouTube rất là nhiều rồi, nên là quý vị mà muốn xem về cái sản phẩm này nó hay như thế nào thì quý vị chỉ việc search từ khóa là hướng dẫn sử dụng đàn organ S500 tại trung tâm nhạc Nguyễn Phúc quý vị nhá. Đó. Đấy nha, banh tiếng nhạc hoa nhạc sến của em đây này. Đó. Đó là bánh tiếng nhạc hoa đấy. Rồi, ok. Đó là mã số 4 trong clip ngày hôm nay em giới thiệu quý vị với giá là 4 triệu đồng thôi. Chỉ có 4 triệu thôi là chúng ta có thể chơi ngon lành ở trên cây đàn này được. Đó, màn hình của nó sẽ bật lâu lên này nó đã ngon lành rồi, nó không có vấn đề gì cả. Lúc đầu chúng ta bật lên thì nó sẽ chớp chớp giật giật và nó hơi loang 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 một tí thôi. Đó, chúng ta dùng lâu thì nó không ảnh hưởng gì cả. Tiếp theo là đến cây cuối cùng là mã số 5, Yamaha PRS550B. Một cái sản phẩm cao cấp hơn, màn hình mới tinh, đã được thay màn hình mới rồi và gân loa mà đã thay gân loa mới này, banh tiếng style cài đặt vào đây cực kỳ hay luôn, banh tiếng nhá. Đấy, vẫn như vậy nhưng mà nó sẽ hay hơn này, vẫn như cái cây S500 nhưng mà nó hay hơn rất là nhiều. Đây, dân ca. Đấy, cây này đọc trực tiếp dữ liệu USB luôn, ta bấm vào user, ta bấm vào USB, đây nó lấy dữ liệu trong này luôn này, tìm luôn sổ tay này, nó không phải chờ cóp. Đây chúng ta tìm luôn, rồi rất là nhanh luôn. Đó.
trà nhá, rất là ok luôn đấy. Là lấy nhạc vàng bolero liên khúc em chơi này. Dữ liệu em cài đây cực kỳ hay luôn, quý vị không phải lo về phần dữ liệu rồi. Đó, em test dữ liệu như thế nào thì em bán cho quý vị đúng như vậy luôn. Đó. Rồi nhá. Nhá, còn rất là nhiều trong này luôn. Đó là banh tiếng số 1 là chuyên về chơi dân ca, để chúng ta có thể banh sang banh tiếng số 2 chúng ta chơi các thể loại như là nhạc thiếu nhi hành khúc. Đó rất là nhiều luôn, em test trên kênh YouTube rất là nhiều rồi. Luôn. Hoặc là chúng ta sang banh thứ số 3 thì chúng ta có thể vẫn là banh tiếng số 2 để chơi nhạc mạnh. Đấy, nhạc mạnh nhạc đây. Rất là nhiều sổ tài dữ liệu nữa, nhưng mà em không đủ thời gian để em test nhiều và kỹ hơn cho quý vị luôn. Thì những cái sản phẩm này em đã test ở trên kênh YouTube rất là nhiều rồi. Các bác mà muốn nghe kỹ hơn thì các bác có thể search từ khóa là hướng dẫn sử dụng hoặc là giới thiệu sản phẩm đàn organ Yamaha PRS550B tại trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc, thì em có làm clip ở trên đó rất là nhiều rồi quý vị nhé. Đó. Khi quý vị mua đàn ở bên em thì không phải lo về phần dữ liệu, sổ tài và banh tiếng thì em sẽ bao cho quý vị luôn, để quý vị cực kỳ yên tâm khi mua đàn bên em nhé. Quý vị quan tâm sản phẩm bên em thì liên hệ với em Ninh chủ shop nhạc cụ Vĩnh Phúc theo số điện thoại là 0989634982. Gọi cho em trong khung giờ làm việc các bác nhé. Đấy, hoặc là ngoài giờ làm việc các bác có thể nhắn tin qua số điện thoại hoặc kết nối qua Zalo cho em để chúng ta có thể trò chuyện nó thoải mái hơn. Quý vị là những khách hàng mới biết đến kênh YouTube của bên em thì xin vui lòng nhấn cho em một nút đăng ký màu đỏ dưới kênh để ủng hộ cho kênh của em có nhiều người theo dõi, nhiều lượt xem hơn, thì em sẽ cố gắng có nhiều động lực hơn để mà đưa những sản phẩm lên giới thiệu cho toàn thể quý vị. Em cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi, ủng hộ cho sản phẩm ở bên em. Em xin kính chúc cho toàn thể quý vị và gia đình thân yêu của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Bởi vậy bây giờ em xin phép kết thúc clip tại đây. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.